Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2020, chi bộ tạp chí công thương đã tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Việt Long, ủy viên ban thường vụ phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy bộ công thương tránh thanh tra bộ công thương đồng chí trần minh tuân phó ban thường trực ban tổ chức đảng ủy bộ công thương cùng toàn thể đảng viên tri bộ tạp chí công thương thực hiện chức năng nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương. Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền được chi bộ tạp chí Công Thương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, đặt mục tiêu xây dựng, phát triển tạp chí Công Thương trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, thành tạp chí kinh tế hàng đầu của đất nước. Chính vì vậy, chi bộ đã chỉ đạo sát sao về công tác nội dung và công tác kinh doanh, đảm bảo cân đối được nguồn thu chi trong điều kiện tạp chí phải tự chủ tài chính hoàn toàn. Các ấn phẩm của tạp chí Công Thương luôn bám sát, tuyên truyền đầy đủ và sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của ngành công thương. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để đảng viên, công chức, viên chức vận dụng vào thực tế công tác. Với ý thức và trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn chi bộ tạp chí công thương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tại đại hội, đồng chí Lê Việt Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Tránh Thanh tra Bộ Công Thương đánh giá cao chi bộ tạp chí Công Thương đã nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do nghị quyết đại hội chi bộ tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020. Tạp chí đã triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao. Bên cạnh đó, tạp chí Công Thương đã vươn lên trở thành đơn vị có khả năng tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học được dư luận đánh giá cao, điển hình là chuỗi sự kiện Hành động vì an toàn thực phẩm, chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam hàng năm trên quy mô toàn quốc. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, đại hội đã bầu được cấp ủy khóa mới 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thu tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ.